Quan tái test một lúc chạy hai con ha. Anh em ơi, đang chạy theo chiều phải của động cơ. Đó, hai con nó chưa tải nó là 17 ampere. Anh em này đến với quan thái Gia Lai hả? Thì hôm nay cũng quan thái đóng mấy cái đơn hàng này gửi cho khách hàng ở Bến Tre, Tây Ninh, dưới Củ Chi ha, Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh ha. Và hai con này thì ông anh ở Sóc Trăng, anh trai ở Sóc Trăng đã chuyển mộc ở Sóc Trăng đã mua dùm quan thái hai con này. Cảm ơn anh rất nhiều. Thì hôm nay quan thái sẽ quay cho anh em và các bạn thấy được cái motor tổng phát ha, toàn cảnh ha. Rồi quan thái quay cho gần cho anh em xem ha. Đây anh em, thì ông anh Sơn ở Sóc Trăng, chị Mộc Sơn ở Sóc Trăng đã ủng hộ cho quan thái hai con 3 kg, con 3,5 kg ha, con 3,5 kg nè, là tua chậm nha anh em, và con 3 kg là tua nhanh nha anh em. Và một con thì ảnh bảo bắt vô ly dùm cho chảnh, thì vô ly 12 bảng E. Đấy, thì quan thái đóng cho ảnh. Và bên trong máy nè anh em, bên trong nó có khác nhau ha, khác nhau một xíu ha, thì động cơ 3 kg và 3,5 kg nó chênh lệch là 500W anh em ha. Thì con 3,5 kg thì bên trong nó nè anh em, tụ nó là cái tụ đen anh em, thì cũng 300 UF ha, là tụ đờ ha. Còn tụ xám ha, tụ xám là cái tụ làm việc này, 50 UF ha. Rồi thì con 3 kg, con 3 kg thì quan thái mở cho anh em xem, tụ nó sẽ nhỏ hơn xíu. Tụ làm việc, tụ đờ này, tụ đờ cũng 300 UF ha anh em ha, nhưng mà tụ làm việc nhỏ hơn xíu, có 45 UF thôi anh em, 45 UF ha anh em không. Đó, thì nó nhỏ quá hơn thì nhỏ hơn xíu anh em ha. Tí nữa quan thái test cho anh em xem, test cho anh em xem ha. Quan thái bỏ vô đây. Đây thì motor đang đấu, nhà máy đang đấu cho chiều phải động cơ anh em. Chiều phải động cơ là gì anh em? Chiều phải động cơ là có nghĩa là nó chạy như thế này anh em. Chiều phải động cơ là chạy theo phía tay phải ha, tay phải là của động cơ. Thì mình nhìn vô nó sẽ ngược kim đồng hồ như thế này nha anh em. Chiều phải động cơ là chiều chạy theo chiều cánh tay phải ha, phải của động cơ. Anh em ơi, cái 3,5 kg này. Mình thấy test rồi, kẹp dòng cho anh em xem. Con thái nhỏ bây giờ cũng khỏi kêu ha. Con này là 3,5 kg nè anh em, 3,5 kg ha, 3,5 kg nè, của tổng phát. Tải tối đa nó là 17,5 ampere, còn chưa tải nó thì cỡ 90 ampere anh em, lấy 3 kg ha. Thì motor tổng phát là motor hàng Việt Nam chất lượng cao, dây đồng 100%, bảo hành 6 tháng, lỗi đổi mới nha anh em. Quan thái tìm hiểu thì motor tổng phát được thành lập cũng được 21 năm rồi anh em. Nhà máy được thành lập từ năm 2002 anh em ha. Thì đây là những kiện hàng quan thái đóng gửi đi anh em ở Bến Tre, Tây Ninh. Về cái con 3,5 kg này nè anh em, 3,5 kg tua chậm này thì đi Hải Dương anh em ha. Cái tời này thì nó đi Hải Phòng. Rồi mình thay test kẹp lại dòng cho anh em xem nhé. Kẹp hồi dòng này anh em, kẹp ampere này. Thì đầu tiên thì quan tái test một lúc chạy hai con ha. Anh em ơi, đang chạy theo chiều phải của động cơ. Đó, hai con nó chưa tải nó là 17 ampere. Đó là hai con chưa tải anh em ha. Đó, con tua nhanh, con tua chậm. Con này là 3,5 kg tua chậm, con này là 3 kg tua nhanh anh em ha. Thì quan thái tắt đây. Quan thái tắt ha. Giờ quan thái sẽ test từng con giật dòng. Con này là cái con nhanh này. Quan thái rút ra này. Nhanh này, lấy rút ra này ha. Rồi giờ cho con chạy con chậm ha. Con chậm 3,5 kg này anh em, thì nó là anh em nhìn thấy không, nó 8,7 ampere anh em ha, là chưa tải nha anh em. Đây chạy không, chạy thử động cơ thôi, test thử động cơ thôi. Đó, tải tối đa nó là 17 ampere này anh em, 17,5 ampere này anh em, nhìn thấy không. Đấy, giờ quan thái xin tắt cái con 3,5 kg nhá, tắt rút điện ra này. Rồi quan thái cắm con 3 kg vô này, con 3 kg tôi nhanh này. Thì bên quan thái lúc nào khi mà khách hàng chốt hàng rồi, quan thái ráp cho khách hàng một khúc dây điện để quan thái đỡ cho khách hàng về test giữa khách hàng với shipper cho nó gọi là nó nhanh nhẹn hơn xíu ha.
và tặng cho khách hàng một khúc dây điện để khách hàng dùng. Và lúc nào Quang Thái cũng kiểm tra lại hàng này, coi thử nó có lỗi gì không, hoặc là nó có kẹt cánh quạt, hoặc là nó như thế nào đó không. Rồi Quang Thái thấy ok, Quang Thái mới đóng như thế này, rồi Quang Thái đụng xốp ở dưới, rồi Quang Thái mới gửi đi nha anh em. Như một cái con như thế này thì nó nhà máy đóng thì nó gửi nhầy thôi đó, nó chiều cao đó nè anh em thấy không. Nhưng mà khi Quang Thái đóng cái con đỡ đi thì Quang Thái đụng một khúc xốp thì nó chênh lệch lên tới cả tắc anh em, cả 10 cm nữa nha anh em. Quang Thái đóng xốp bây giờ cho nó bạn bạn để mà đi. Giờ Quang Thái test con bé ký nha. Đấy, con bé ký tua nhanh này thì nó cũng 9.9 ampe anh em. Tua nhanh thì nó chạy nhanh hơn nên ampe nó cao hơn một tí nha anh em. Tua nhanh đó 9.1 ampe này, con bé ký là 9.1 ampe, là bởi vì khi mà tua nhanh là nó sinh từ liên tục anh em. Thì nó hơn một xíu ha, nó hơn tua chậm một xíu anh em ha. 9.2 ampe chưa tải, tải tối đa nó tới tải tối đa nó là 15 ampe anh em. Nó tua nhanh nhưng mà cái sức chịu tải của nó thì thua thì cái 3.5 ki ha, 3.5 ki thì nó motor lớn hơn mà anh em ha. Ta tắt lại đây, ta tắt nhé. Thì motor toàn phát á, thì theo Quang Thái đánh giá thì độ hoàn thiện là khá là ổn anh em. Về mặt thẩm mỹ thì cũng đẹp, và hiệu quả thì cũng ok nha anh em. Đây là con motor toàn phát vỏ nhôm, giải nhiệt rất là tốt, và có cánh quạt phía sau rất là lớn để giải nhiệt ha, động cơ ha. Và cốt này cốt 24 nha anh em, cốt 24 anh em ha. Cốt của động cơ là cốt 24 và dây đồng 100%, bảo hành 6 tháng, loại đổi mới nha anh em. Và đặc biệt cái con này nó bị khuất này, anh em thấy bên toàn phát á, thì cải tiến cái này rất là hay. Nói chung là cái phốt này anh em, cái phốt bảo vệ bụi nè, đỡ mà khi hoạt động ở môi trường bụi bặm ha, dơ hay là môi trường gọi là bột cưa này nọ đó anh em, thì nó sẽ hạn chế không cho bột cưa hoặc là bụi đi vào khoang động cơ, làm cho nó sẽ chập bụi vào anh em, thì nó đóng nó quẹt dây này nọ nha anh em. Nên cái phốt này là Quang Thái đánh giá là rất là hay. Motor toàn phát thì làm cái phốt bảo vệ bụi này rất là hay anh em ha. Độ hoàn thiện thì nhìn cũng là ok, tốt. Rồi thì Quang Thái cũng xin dừng clip tại đây. Đây, Quang Thái chào anh em ha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Rồi, chào thân ái anh em nhé. Chào.